Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh của anh Chứng khoán Đức Chiến. Ngày hôm nay của anh em nào ạ? Hôm qua thì của anh bận chút việc, thế nên là không làm được cái anh em ạ, không làm được nhà của anh mất mạng anh em ạ. Hôm qua không làm được cái video nhận định thị trường. Thì hôm nay của anh quay trở lại. Đấy. Còn phiên hôm nay đối với anh em cảm thấy thị trường nào? Còn anh cảm thấy là thị trường đã khá hơn rồi đấy anh em ạ. Khi mà cái phiên hôm qua là thị trường nó bị bán, anh em nhìn nhá. Cái khối ngoại nó bán vẫn rất là mạnh đúng không anh em? Đấy, nó bán như phá mã luôn. Nhưng ngày hôm nay này, khối ngoại nó chỉ cần bán nhẹ đi một chút là thị trường nó đã ổn hơn rất nhiều đúng không? Ngày hôm nay thì vol tăng đấy, và giá nó giữ được trên MA20 đấy. Và thị trường đóng cửa 1282. Tức là sao? Tức là thị trường đoạn này nó đang muốn sideways quanh cái vùng đỉnh anh em nhé. Nó đang muốn sideways quanh vùng đỉnh này đấy. Và nó ngoài không biết rằng là nó có một cái nhịp chỉnh xuống hay không đấy. Nhưng nếu mà có nhịp chỉnh thì anh em tầm này có nhịp chỉnh xuống 1255 1250 đấy thì anh em gia tăng là đẹp anh em ạ, em hiểu không? Đấy. Còn cái việc mà thị trường nó sideways đấy thì những cái mã mạnh nó vẫn sẽ là mã tăng. Đấy. Những cái mã nào là mã mạnh? Anh em nhìn này. Nó là những mã như là Dabaco đúng không? NHA anh em nhìn. Này. Những cái con cổ phiếu như này khả năng mai nó nổ anh em nhé. Rất cao anh em ạ, khả năng rất cao anh em nhìn nó kéo một phút này. Đấy, nó kéo lên đúng không? Những con này mai này. Hay Dabaco mai khả năng nó dễ nó có một phiên nổ anh em ạ. Hay nó giống như đoạn này. Hay nó kéo này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, hay là như này. Đấy, anh em thấy không? Có thể là nó cũng không nổ nhưng mà nó cứ đi từ 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 lên. Đấy, anh em thấy nó có giống không? Đấy, nó đi từ từ lên. Đấy. Thường nó đánh kiểu đấy anh em ạ. Hay là NHA anh em nhé, anh em nhìn này, nó siết này, đúng không? Đây là những cái lúc mà nó phân phối nhé. Tuy nhiên nó phân phối và nó vẫn giữ được cái nền giá, nó bắt buộc nhiệm vụ của nó phải đẩy giá lên anh em nhé, nó phải đẩy giá lên anh em mới FOMO đúng không, và nó đẩy giá lên thì nó mới thoát được cái hạng như này anh em hiểu không ạ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ đẩy giá lên và có thể mai nó nổ hay như FLT anh em nhỉ. Đấy. Những cái con cổ phiếu như này nhé, khả năng mai nó nổ anh em ạ. Nó nổ thì nó sẽ dẫn dắt những cái dòng như nào, là dòng bán lẻ đúng không, là MWG anh em. Đấy. MWG nó cũng sẽ tăng. Đấy. Thì chúng ta phải chú ý những cái con này này, những con MWG nếu anh em mua đúng nhá thì anh em phải mua ở những cái lúc mà nó giảm điểm ba cây đỏ đúng không ạ, về nền đấy xong kéo rút chân lên đấy. Thế anh em nhìn giống không, con này giống như con nào, con này giống như con đặt phương anh em ạ. Đấy, anh em thấy không, đấy kéo lên này. Hôm nay hầu hết các cổ phiếu đều rút chân lên với vôn vào anh em nhá, rất tốt anh em ạ. Đấy, rất tốt. Nói chung thị trường đánh rất khó. Thị trường cái đoạn này thì anh em có thể thấy rằng là việc là thị trường nó dao động rất là mạnh đúng không? Nó dao động ở một cái vùng đỉnh đúng không? Nó tuy là anh em nhìn là ở vùng đỉnh nhưng mà khi mà nó đánh ấy, cái kiểu đánh của nó là nó dao động lên xuống và anh em nhìn những cái nến này đây, đúng không? Nó biến động liên tục, lúc nó xuống lúc nó lên và nó thị trường ở trong phiên đánh rất khó đánh. Đấy. Tuy nhiên những cái mã cổ phiếu mạnh anh em vẫn cứ cầm là ok. Đấy. Hay là DDV anh em nhìn này, nó test xong này. Đấy. Nó gãy không? Ngày hôm nay vô lực bán về tí xong cùng nó còn rút chân lên. Đấy. Những cái con cổ phiếu này là những con cổ phiếu rất mạnh và nó sẽ tăng anh em ạ. Nó sẽ tăng. Đấy. Hay như anh em nhìn con BFC này, nó đã vượt đỉnh. Đấy, anh em thấy nó vượt đỉnh chưa? Đấy. BFC nó vượt đỉnh. Đấy. DGC thì nó đang mấp mé muốn vượt đỉnh anh em ạ. Thì những con này anh em có thể chú ý được. Có thể chú ý được. Đúng không? Đấy. Hay tiếp tục những cái con cổ phiếu như nào? Những cái con cổ phiếu TCH đúng không? Anh em nhìn này, nó vẫn tăng anh em ạ. Đấy, cổ phiếu nền 2 nhé, đúng không? Cổ phiếu nền 2 đúng không? Nó đã tăng. Thì những cái con như là Đạt Phương hay là con NHA, anh em nhớ chạy sau, anh em nhớ cái đợt này không? Cái đợt TCH nó chạy ở đây không? Thì mùng 6 tháng 5 nó nổ đúng không? Đấy. Mùng 6 tháng 5 nổ anh em nhìn Đạt Phương không? Cũng mùng mùng 8 tháng 5 nổ. NHA mùng mấy? Mùng 8 tháng 5 nổ, anh em thấy nó có sự gọi là tích lũy nhá, cũng như nhau. Con này tích lũy khoảng tầm 1 tháng đúng không anh em? Khoảng tầm 1 tháng đúng không? Thì cái con TCH này nó cũng tích lũy ở đây khoảng tầm đó là hơn 1 tháng đúng không? Nó hơn 1 tháng, tháng rưỡi. Đấy. Thì anh em phải để ý những con Đạt Phương đúng không? Thì con NHA nó có thể nó nổ lên. Đấy. Thì anh em để chú ý, anh em phải chú ý những con nào nó có khả năng nó nổ lên. Anh em cần phải để ý. Đấy. Hay Dabaco nó cũng có khả năng anh em ạ. Đấy. Thì đoạn này ấy, đánh chúng ta phải tập trung vào những cái cổ phiếu mạnh. Những cái con cổ phiếu ví dụ anh em nhìn những cái con cổ phiếu như nền dưới này anh em nhìn thấy không? Nổ lên rồi chết đúng không ạ? Thường như anh em nhìn những cái con cổ phiếu của dòng đầu tư công LCG chết, CVC
CII này chết đúng không ạ? Toàn bộ là đứt hết. Nếu anh em mua hay anh em cầm những con cổ phiếu như DIC, BDR đúng không? Là không thể nào mà đánh được trong vòng cả một, anh em nhìn nếu mà tính từ tháng 11 đến tháng 6, tức là trong vòng 7 tháng vừa qua là anh em móm đúng không ạ? Móm chứ còn gì nữa. Đấy, thì rất là khó đúng không? Nếu anh em không chuyển đổi cổ phiếu thì ở hiện tại những cái cổ phiếu nào mà anh em có thể để ý được, đó là những cổ phiếu như là Đạt Phương đúng không? BDV, đó là những cổ phiếu nền 2 NHA đúng không? Đấy, đó là Dabaco đúng không ạ? Những cổ phiếu nền 2, anh em nhìn TCH, khi anh nhìn TCH ra đây nó chạy thì anh em phải nghĩ ngay đến những cái con cổ phiếu nền cao nó đã bắt đầu chạy. Đấy, BFC nó cũng chạy anh em. Đấy, anh em thấy không? Đấy, thì anh em chú ý những cái con đó đúng không ạ? Đấy, thì có rất nhiều cổ phiếu như FRT đúng không? Hay là những cái con cổ phiếu dòng công nghệ anh em cũng phải để ý đúng không ạ? Thực ra công nghệ thì bây giờ còn CTR các kiểu, anh em nhìn những con cổ phiếu ở trên cao như này đúng không? Đấy, nhưng nó tích lũy được ở vùng này đúng không ạ? Nếu nó tích lũy được, nói chung là nó cứ rích rắc đúng không? Nó cứ đi ở vùng này, nếu anh em nhìn để ý thì khi mà nó đi rích rắc vùng này đúng không ạ? Đấy, thì có thể nó sẽ tăng tiếp cho anh em. Đấy, nó sẽ vào pha nước rút anh em ạ. Và tất cả những cổ phiếu đó nó cũng đang muốn thể hiện rằng là đang muốn chạy nốt đúng không? Như HVN ngày hôm nay anh em nhìn này, có dấu hiệu bắt đầu đây, đây là nhịp chạy nước rút của nó anh em nhé. Đấy, anh em nhìn này, nhịp chạy nước rút này đúng không? Đấy, thì anh em phải để ý những cổ phiếu này thôi đúng không? Đấy, thì những con này thì bây giờ không còn điểm mua đúng không? Nhưng mà CTR nếu anh em đánh ngắn anh em vẫn còn điểm mua. Đấy, đúng không anh em? Đấy, hay những con cổ phiếu như anh em chiến lược, ví dụ như Đạt Phương, Hùng Anh đang cầm Đạt Phương là cổ phiếu chiến lược đúng không? Hay là NHA, đấy, hay là Dabaco đúng không? Đấy, hay là DDV. Đấy, những con này thì là những cổ phiếu mà anh cầm. Đấy, nó đều là những con cổ phiếu tốt, hay thậm chí là VIP anh em nhìn này. Dòng cảm biển nó đang nghỉ ngơi anh em nhé, HAH. Nó đang test lại. Con VOT anh em nhìn này, đấy, ngày mà nó đóng cửa kinh không? Rút chân lên. Đánh rất là khó chịu đúng không anh em? Anh em có, nếu anh em có dám bắt ở đây không? Đấy. Hôm sàn này, hôm trần này đúng không? Test lại này. Đấy. Kinh không anh em? Thì nó đánh kiểu đấy anh em ạ, nó phải đánh kiểu đấy nó mới ra được hàng đúng không? Đấy. Thì nếu anh em đánh thì em đánh con VIP này còn sẽ còn nhịp tăng nữa khi nó tích lũy đủ. Đấy. Còn đoạn này thì nói chung là cứ giảm là gom anh em. Quanh hiện tại thì quanh bảo anh em trong nhóm là tầm 50-50 đúng không? Cứ giảm là gom, giảm là gom, cứ giảm là lấy một tí. Nếu thị trường nó còn một cái nhịp chỉnh như này này thì gom đúng không anh em? Chả đi đâu mà vội cả. Đấy. Còn xác định thị trường tháng 6, tháng 7 này nó còn lình xình và nó sẽ có cái nhịp tăng đến tháng 9, tháng 10 cả năm anh em ạ. Nói chung là đánh cả năm 6 này thật sự cả năm từ đây đến đây là chán uống được gì nhiều đúng không? Tuy nhiên nếu anh em biết tận dụng cái nhịp cuối thì cái nhịp sẽ rơi, cái nhịp cuối tầm tháng 9, tháng 10 là cái nhịp nước rút của thị trường thì nó sẽ cho anh em một cái mức lợi nhuận rất là lớn và cả năm chỉ đánh tầm 2-3 tháng thôi. Cho nên anh em tập trung vào đoạn này để mà tìm kiếm cơ hội anh em nhé. Đấy. Còn những cái cổ phiếu như là ví dụ như anh em nhìn này, những cái con cổ phiếu như VLC anh em nhé, nhìn thế này thôi nhé. Đấy, trend tăng như này, nếu có thể nó test lại, anh em nhìn này nó test lại ở đây đúng không, nó vẫn sẽ tăng tiếp. Đấy, những cái con cổ phiếu này anh em phải để ý này. Hay là như BNA nhé, anh em nhìn những cái con cổ phiếu này nó đang tích lũy đây nhé. À, đấy, thì nếu mà nó có một cái nền, tạo một cái nền đây đúng không, thì anh em vẫn có thể đánh, anh em sẽ ăn đúng không ạ? Đấy. Hay là những con TNH anh em nhìn này, ôi sổ nó kéo, anh em nhìn nó kéo kinh không? Đấy, lái nó đánh mất dậy đấy anh em ạ. Lái nó chỉ có dình nó kéo trộm thôi. Anh em thấy cái cây 14 nó chỉnh này, sau nó đi ngang này đúng không? Sau nó kéo một phát 3 ngày 2 cây trần. Đấy, anh em thường ấy, những cái con cổ phiếu mà Hùng Anh chọn này, nó đều là những con cổ phiếu khỏe. Tuy nhiên là anh em liệu anh em có chờ được để ăn được những cái nhịp này không? Đấy, anh em nhìn này, 5 ngày đúng không? 3, 5, cho 5 ngày đi, không tính cái cây này đúng không? 5 ngày ăn được 20%. Đấy. Nó bằng bao nhiêu? Nó bằng gọi là 5 ngày bằng 4 năm anh em gửi ngân hàng đúng không? 3 năm rưỡi. Rất là để mà anh em chọn được những cái cổ phiếu như này thì đầu tiên là anh em, nếu anh em không nhanh nhạy là anh em phải giữ được nó, vì anh em biết rằng là đó là những con cổ phiếu tốt đúng không ạ? Thứ hai, nếu anh em nhanh nhạy thì những cái cổ phiếu mà chịu được rủi ro thì những cái lúc mà nó tăng như này hoặc như này là anh em đu vào được đúng không? Thì hôm anh hôm trước hôm anh đu luôn cây này đúng không? Đấy. Thì hôm nay hàng về thì cũng được khoảng tầm gần 10%, 10%. Đấy. Nói chung là chịu được rủi ro anh em.
và đánh cũng kiểu lại đánh đánh nhẹ nhàng, đánh tình cảm thôi. Vì anh em nhá, con này, những cái con này nhá, nó phải lên trên này, nó tạo cái vùng nền ở trên này anh em này, nó kéo quá này, nhưng dù sao nó cũng phải sẽ phải tích lũy ở đây, anh em hiểu không? Đấy, và sau đó thì nó mới vào nhịp tăng chính anh em ạ. Sau đó thì nó mới vào nhịp tăng chính anh em nhá. Và con này thì nói thật với anh em, 20 lên 40 là chuyện bình thường anh em nhé, 18 lên 36 là chuyện bình thường anh em nhé. Thì cứ chờ nó tích lũy lại rồi đánh thôi anh em. Đấy. Không phải vội anh em ạ, nói chung là cũng không phải vội, đúng không? Đấy, có rất nhiều cổ phiếu VLC ông anh bảo đúng không? Bánh Bảo Ngọc với BNA, thì cái con này là những cái con anh em mua chắc chắn sẽ có ăn. Đấy. Nhưng tạm thời là anh em cứ tập trung vào những cái con cổ phiếu nền 2 ạ, những cái con cổ phiếu nó xây nền chắc. Đấy. Và có sóng. Đấy. Còn những cái con Fork anh em nhìn này, những cái con như này nhé, đây ngoài kẻ luôn này, anh em nhìn con Fork ngoài kẻ luôn, thì nó sẽ có thể nó sẽ dao động ở trong cái vùng này. Đấy, anh em hiểu không? Đấy, sau đó đi lên có thể nó test xuống này, thì anh em tranh thủ những cái nhịp test xuống này em mua, đúng không? Đấy, thì sau đó thì anh em sẽ ăn được cái nhịp tăng hơn. Đấy, nói chung là tùy anh em ạ, tùy cái cách mà anh em xử lý khi mà cổ phiếu nó giảm, tức là anh em phải luôn phải dự phòng sức mua thì anh em mới, còn anh em tầm này anh em đánh all in đúng không, thị trường nó giảm, nó có những cái cây biến động như này đúng không, thị trường nó có biến động như này hay là những cái cây như này là rất khó đánh đúng không anh em, rất khó đánh. Đấy. Thì anh em sẽ bị những khoản lỗ, nói chung là đoạn này thì nên đánh kiểu dạng là mình đánh với tỷ trọng vừa phải, thấp mình gom, không đi đâu mà vội anh em, nói chung không đi đâu mà vội thì ok đúng không. Đấy. Còn những cái cổ phiếu ví dụ anh em đoạn này em đừng quá quan tâm vào banh đúng không, mặc dù banh cổ phiếu nhìn rất xấu không? VCB thủng này, thủng này, thủng 90, thủng M200 đúng không? Bit tiếp tục thủng đúng không? Đấy, về M200 đúng không? Nhưng mà nếu mà những cái con cổ phiếu này, nếu mà thị trường anh em nhìn thấy thị trường nó vẫn ổn đúng không? Các cổ phiếu nó vẫn tăng. Đấy, trừ khi là anh em nhìn thấy dòng banh nó giảm như này và các cổ phiếu nó sàn thì mới sợ đúng không? Còn hiện tại thì đây, như ngày mai thì ông anh cũng không biết rằng là nó đánh như này thì mai nó tiếp tục nó sẽ đánh như nào. Thật sự bây giờ anh em để mà anh em đoán chỉ số ấy, hay là anh em đoán nến ấy, là rất khó, không thể biết được anh em. Anh em nhìn này, có thể cây này hôm nay nó đóng, hai cây ngày hôm nay em nhìn nó đóng luôn, nó đóng đúng gọi là, đúng gọi là gọi như là không đánh luôn đúng không, như không đánh. Đấy. Mà tầm này nó đánh trụ, nó kéo trụ, anh em thích giảm hay là thích tăng đều được, quan trọng là anh em cầm cổ phiếu nào đúng không ạ. Thì nói chung là tầm này anh em cầm cổ phiếu nào thôi, chứ còn banh thì đợt này ngoài không đánh em nhé. Đây sẽ tiền về test này, banh không đánh em ạ. Dòng ngân hàng à, dòng chứng khoán thì ông anh nói với anh em đấy, chứng khoán sẽ còn một nhịp đánh nữa anh em ạ, sẽ còn nhịp đánh nữa, nhưng chưa phải là lúc này. Anh em nhìn thấy hôm qua, anh em nhìn này, đây VCI hôm qua tăng đúng không, có những lúc nó gần 3% hôm nay giảm quay trở lại đấy, ông nào bu lại chết đấy, nó là thế anh em ạ. SSI, SHS, CTS chưa có gì cả, chưa chết được anh em, chưa chết được đấy, nhưng mà cũng chưa tăng được. Thì những cái cổ phiếu này thì anh em chờ khi mà lúc nào mà thị trường anh em nhìn thấy dòng chứng khoán nó lên thật đấy, thì thị trường nó gần kết thúc sóng, gần kết thúc cái sóng cuối cùng của nó, nói chung là cũng rát đấy anh em ạ. Đấy. Nói chung là dòng này ngoài là tham minh rồi, tức là khi dòng chứng khoán nó lên nhịp cuối nhá. Đấy. Ví dụ như con này nó có thể sẽ lên khoảng tầm 30% vượt đỉnh chuyện bình thường anh em nhé. Đây, nó có thể nó lên tầm 80 anh em ạ, nó mới kết thúc cái chu kỳ nó, thì ông anh sẽ đánh những con biết ai. Tại sao vì ngoài nghĩ rằng là 46 con này nó sẽ khoảng tầm, để xem nào. Đối với cái cách đánh của con này ấy, thì khả năng là nó sẽ là tầm 40 lên 80 hoặc là 78, ngoài nghĩ rằng là 78 thì để xem nào. Để từ đây nhá, ví dụ từ đây nhá lên đến khoảng 78 đi, 38% được anh em ạ, đánh được đấy. Đấy, nhưng mà anh em phải bắt đúng cái nhịp của nó, anh em phải bắt đúng nhịp. Còn ví dụ như là anh em đánh mà đúng không, nó dụ cho anh em nát người luôn, tức là nó dụ cho câu chán đi thôi, xong bắt đầu đồ mình kéo anh em ạ. À, xong nó vào form đồ mình kéo đấy, thì lúc nào anh em thấy nó phải lừa mấy lần, anh em nhìn này nó lừa không, nó lừa không đấy, hai lần rồi nhá. Đấy, lần thứ ba không biết là nó có lừa không, để kẻ một cái đường này, ngoài kẻ một cái đường anh em nhé. Đây ví dụ như này, ba lần đúng không. Nói chung là nó sẽ lừa anh em ạ, nó sẽ lừa anh em đến khi nào nó thật sự nó vượt ấy, thì lúc đó thì anh em mới FOMO đúng không ạ. Kiểu này có thể 3 lần, có thể 4 lần, không anh không biết rằng là mấy lần, nhưng mà anh em thấy nó vượt với một cái vôn vào ấy, thì lúc đấy là xác định là nó đánh anh em nhé. Cứ để cho nó vượt hẳn thì anh em đánh đúng không. Đấy, lúc mà thị trường vào phao cuối ấy,
nên là phải đây phải nói thật với anh em là đoạn này thì anh em chưa đánh được thế, vì đoạn này nó đang em thấy không, nó đánh cho anh em cái kiểu mà anh em cứ FOMO, anh em đua xanh là anh em hàng về anh em lỗ. Ví dụ con vét sẽ em thấy không, hàng về đấy, những ông là đua ở trên này đúng không, hàng về là lỗ 6% thôi đúng không, 6% thôi đấy, rồi anh em sợ đua luôn. Nhưng mà về sau ấy anh em nhìn giống cái đoạn này này, nhìn giống đoạn này nhá, thị trường nó đi hết đoạn này nhá, đây nó đi nó y hệt cái đoạn này đấy. Thì khi mà break lên thì anh em không dám đu nữa, thì lúc đó nó mới đánh, nó mới chất vôn vào nó mới đánh đấy. Thì đoạn này anh em cứ đỏ gom đi và anh em ngồi im đấy. Đến khi anh em có vị thế ấm chỗ rồi đúng không, thì lúc đó thì anh em mới có tự tin anh em đánh gia tăng. Khi mà những cái cổ phiếu mà nó break thì anh em tự tin, lúc ấy anh em có lãi thì mới đánh tự tin gia tăng được đúng không. Chứ còn bây giờ mà động tí thị trường nó dụ cái chạy mất dép như này thì ai mà đánh được đúng không đấy. Thì đoạn này anh em cứ đỏ gom đi, xong rồi về sau khi mà thị trường nó ổn rồi ấy, vào bắt đầu nó vào trend tăng ấy, thì anh em mua break là anh em gọi là nó là một giây đúng, chứ đoạn này anh em mua break là chết đúng không ạ. Đấy, thì ông anh cũng chỉ muốn nói thế đấy. Còn những cái con cổ phiếu thì ông anh đã giới thiệu đấy, chỉ có những cái cổ phiếu như này mới đánh cho anh em nhé, TCH này, HHS này. Đấy, dòng bán lẻ. À, đây là bất động sản bán lẻ thì nó chỉ có FLT này anh em. À, DGW yếu của anh em nhé, DGW xác định sóng này nó sẽ siết, nhịp này sẽ siết anh em, MWG, à, FLT, MWG anh em nhé. Thì con này khả năng cũng có thể mai nó sẽ nổ, anh em thấy không, mai nó sẽ bứt thoát khỏi cái vùng 64.5 này đúng không ạ. Thì anh em phải canh mà để anh em lấy, nếu anh em không lấy được ở đây đúng không, bình thường nếu anh em lấy ở đây thì những cái phiên hàng về em có đệm lợi nhuận thì anh em gia tăng ấy, thì khi nó mới bứt thoát đây thì ok này. À, đúng không ạ. Nói chung là nó đang ở trên cái nền, anh em hiểu không? Nó đang ở trên cái nền này thì anh em lấy được. Đấy. Còn dòng bất động sản còn NHA đúng không? Đấy. Đầu tư công đặt điện, thủy thủy điện Đạt Phương đúng không? Hóa chất DDV. Đấy. Lát xem nào. Lát cũng được anh em nhé. Lát anh em cũng lấy được nhé. Đấy. DGC anh em cũng có thể chú ý được. Thì trên đây là những cái mã cổ phiếu mà anh em chú ý, còn ăn thủy sản đợt này thôi nhé, thủy sản chưa đánh hộ anh em nhé. DPM đang đang yếu anh em ạ, nhịp này chưa đánh anh em ạ, nhịp này nó chưa đánh. DCM lọc, nói chung con DCM lọc nó không thích. Thì dòng khu công nghiệp thì hôm nay SSC cũng bật tăng này nhưng mà không ăn thua anh em ạ, dòng khu công nghiệp đợt này chắc nó nghỉ rồi, nó nghỉ nó đánh trên dài chắc nó sẽ chỉnh thị trường anh em ạ. Cũng sẽ còn một nhịp tăng nữa nhưng mà nó sẽ không phải là dòng mạnh em nhé, anh em không không nên đánh những cái dòng này. Đấy. Thì, đấy. Trên đây là những cái nhận định của anh, thị trường ấy thì anh em cũng không phải quá quan tâm đến vấn đề thị trường đó, anh em cứ dành sức mua và mua những cổ phiếu tốt là ok anh em nhé. Đoạn này thì thị trường rất nhiều người người ta sẽ vẫn còn lo là thị trường nó sẽ có chỉnh đúng không? Đấy. Nó sẽ có chỉnh. Tuy nhiên thì thị trường chỉnh là để mua anh em nhé, chứ không phải chỉnh anh em để anh em bán hết. Đấy, không bao giờ chuyện anh em bán hết trong cái đoạn này, vì anh biết rằng là từ thị trường từ tháng 12 từ tháng 2 từ tháng 12 năm 2023 đến bây giờ là anh em chưa kiếm được, chưa kiếm ăn được gì luôn. Ông nào mà thoát ra ở đây thì ông ấy vào muộn ở đây đúng không anh em. Đấy, ông nào thoát ra được ở đây thì ông vào muộn ở đây, ông không bắt được cái nhịp này thì cũng bằng thực bằng hòa đúng không. Ông nào mà không bán được ở đây thì ông lại vào lại đây thì cũng không ăn uống được gì mấy đúng không anh em. Đấy, cho nên đoạn này chúng ta sẽ có cái tháng tháng 8 tháng 9 đấy, là 2 tháng gọi là đến thị trường nước rút anh em. Đấy, thì trước đó thì tầm tháng 6 và đến tháng giữa tháng 7 này thì thị trường nó sẽ sideways và anh em phải đánh theo, anh em cứ đánh theo cái kiểu thị trường nó muốn đi, đừng đu break rồi. Khi nào mà các cổ phiếu nó đu break có tín hiệu anh em, nó có tín hiệu anh em đu break thành công, tức là nó nổ lên liên tục và nó đạt nó tăng được thì anh em hãy đu nhá. Đấy, ok, đó là những cái nhận định của anh về thị trường ngày hôm nay thôi, cũng ngắn gọn thôi. Anh em nào vào room thì liên hệ số điện thoại 094 935 9998 hoặc là inbox Zalo của anh nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.